Em Đức Hải Dương xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô của em Đức Hải Dương. Mới nhất trong ngày hôm nay, em Đức Hải Dương lại lên sóng và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn thêm một mẫu xe. Chiếc xe này thì đến thương hiệu từ Nhật Bản của hãng Toyota Vios, sản xuất năm 2015 với phiên bản số sàn máy xăng. Và chiếc xe này thì nó là bản đủ anh em nhé. Chiếc xe này thì nó là bản E, mang tên tư nhân, một chủ từ mới luôn. Và hiện tại với chiếc xe này thì anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm thì đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc ga Vũ Thái Kim Thành Hải Dương. Các bác liên hệ trực tiếp với em Đức qua số điện thoại là 0962 567 089 để được kết nối Zalo trực tiếp. Và em Đức sẽ gửi hình ảnh chi tiết về cái mẫu xe Vios E này cho anh em chị em xem nhé. Một chiếc xe không đâm đụng, không tai nạn, không thủy kích, không dịch vụ, không taxi. Máy zin, keo chỉ zin, số zin anh em nhé. Và sơn chiếc này nó zin đến 95%, mang tên một chủ từ mới luôn. Và hiện tại với giá bên em Đức đang chào bán chiếc Vios E này thì cũng khá là hợp lý, 355 triệu, là trong đó là đã có phí rút hồ sơ hoặc công chứng ủy quyền cho tất cả quý anh chị và các bạn trên toàn quốc. Một cái mức giá mà để cho anh chị và các bạn mua về sử dụng gia đình hoặc là bác nào mua về để chạy dịch vụ taxi thì khá là hợp lý. Với cái bản Vios E này thì nó là động cơ 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng Vios này thì anh chị em và các bạn chúng ta cũng biết rồi, lanh quanh đâu đó tầm 6 đến 7 lít xăng trên 100 km. Hiện tại thì thời tiết ngoài Bắc mấy hôm nay thì đang mưa và cũng có hơi se lạnh rồi. Đấy, nên anh chị và các bạn có nhu cầu mua ô tô thật sự để che mưa và gió mùa đông bắc, gió rét các bác nhá, thì chúng ta hãy mua sớm đi. Đấy, đằng nào chúng ta cũng phải mua thì nên mua sớm đi. Đấy, còn anh chị và các bạn nào chưa đủ điều kiện thì với mẫu xe Vios E này thì bên em Đức cũng làm hỗ trợ cho tất cả quý anh chị và các bạn trả góp các bác nhé. Đấy, lên đến 65% với mẫu xe Vios E này. Thì tổng thành về sơn vỏ bên ngoài thì các bác nhìn rồi, nó rất căng luôn. Đấy, sơn thì bóng cườm các bác nhé. Và chiếc xe này thì em cam kết và bảo hành cho tất cả quý chị và các bạn khách hàng là sơn chiếc xe này zin đến 95%, keo chỉ zin, máy số zin anh em nhé. Đây, và em Đức sẽ vào cái phần đầu tiên là cụm đèn pha của anh em này. Form này form mới rồi, 355 triệu. Vì chiếc xe này em Đức mua của chính chủ luôn anh em nhé, nên anh em yên tâm. Biển 83. Đấy. Vấn đề thủ tục an ninh mua bên em Đức là 100% là chuẩn chỉ, anh em chị em chúng ta yên tâm. Chiếc xe này thì khá là nhiều tính năng an toàn, phanh ABS 4 bánh anh em nhé, túi khí an toàn. Đấy. Phanh thì phanh địa chống bó cứng. Qua 5 năm sử dụng rồi thì chiếc xe này còn rất là đẹp. Đấy. Tầm tiền thì em Đức cũng thấy là nó hợp lý, vừa túi tiền. Nó tích hợp xi nhan trên gương. Và hiện tại cái xi nhan này bên trong là nó bị ố anh em này, ố này. Theo thời gian. Đấy, ố theo thời gian các bác nhé. Đấy, ố theo thời gian. Và đây là cái cụm la răng đúc anh em nhé, cụm la răng đúc của chiếc Vios này và phanh đĩa bên trong. Xe thì còn rất đẹp. Đây, lốp trước của nó đây các bạn. Lốp trước này thì nó đâu đó khoảng được tầm 70% thôi anh em, lốp trước này quá kém rồi. Đấy, nó cũng va đập dường đường khá là mạnh. Biển này biển bên trong anh em nhé, 83, chính tên chính chủ luôn. La răng đúc này anh em ạ. La răng đúc phanh đĩa bên trong, 4 bánh này anh em nhé. Đây, lốp trước thì đều như nhau hết.
đôi lốp này thì đằng trước này nó chỉ còn được 75% thôi anh em nhé. Và gương tích hợp xi nhan, đăng kiểm thì khá là dài, đến tận tháng 7 năm 2021. Sơn đồng của này thì zin đét luôn anh em nhé, đây vỏ cực mỏng luôn. Đấy, bao test cho anh em là không đâm đụng luôn các bác nhé. Cửa đây các bác này, ghế thì 100% là ghế zin hết, zin đốc xe. Đây là phanh đĩa đằng sau, lốp đằng sau. Lốp đằng sau thì đôi lốp này rất là mới anh em này. Đây chấm nhằn suốt đây. Đấy, rất là mới luôn các bác nhé. Đây các bác này, lốp qua đây này, mới tinh luôn anh em nhé. Và cái này là cái chỉ của lốp của nó này, nguyên bản luôn anh em nhé, chưa bị mọt rụng gì anh em nhé. Đấy, còn con còn anh em. Đấy, zinet anh em nhé, kính đây, toàn bộ là kính zinet các bác nhé. 2015, chiếc xe này thì chất lượng thì miễn bàn, chúng ta không bàn về chất lượng. Và giá của nó thì em Đức thấy cũng hợp lý, tầm tiền mà để cho chị và các bạn trên 300 một chút. Đây các bạn này, 355 triệu bản E anh em nhé. Đồng thì căng đét luôn các bác ạ, căng đét luôn. Chiếc này thì miễn bàn về chất lượng, chất lượng anh em chúng ta không bàn nữa. Đấy, anh chị em mà chúng ta chưa đủ điều kiện thì có thể làm trả góp ngân hàng được, lên đến giá trị 65%. Đây là phần gầm bệ sắt xi của nó các bác này. Đấy anh em này, đấy anh em các bác nhé. Đấy, bên trong nhưng mà xe này là xe trên thành phố anh em nhé. Xe này còn rất đẹp. Đấy, đây lốp sau này anh em này, thành đĩa sau này các bác này. Đấy, và cái chỉ cô lốp của nó này, nguyên bản theo xe luôn. Đấy, nguyên bản theo xe luôn anh em nhé. Và lốp đằng sau là rất là mới luôn anh em nhé, lốp cực mới luôn. Đấy, em biết quay luôn phần gầm bệ sắt xi anh em xem luôn ở bên lái này các bác này. Đấy, còn rất là đẹp các bác nhé, gầm sàn còn đẹp, rất đẹp luôn. Và cái mẫu xe này thì nội thất thì ghế lỉ 100% anh em nhé, ghế lỉ 100%. Đây các bác này, ghế lỉ các bác nhé. Thì cái dòng bản E này thì nó khác cái bản Z là như thế nào thì em Đức sẽ chia sẻ. Thứ nhất là bản E thì là cái nội thất của nó là 100% là nội thất màu kem. Màu kem như này anh em nhé. Đấy, và trên này vền đen. Đấy, bản Z thì nó không có màu kem này mà nó vẫn là màu đen. Thường thì bên em Đức mua về bọn em sẽ phủ sơn màu đen là màu kem vào. Đấy, chút khá quá an toàn. Nguyên bản theo xe, gương kính chỉnh điện. Đấy, cụp xòe đầy đủ hết nhé các bác nhé. Và túi khí an toàn. Với mẫu xe này thì đã được trang bị hai túi khí an toàn. Màn hình cam lùi thì chưa có gì anh em nhé. Đấy, đầu đài thì vẫn đầu đài Toyota. Thời tiết ngoài Bắc hôm nay thì mấy hôm nay đang mưa anh em nhé. Đây các bác này. Đấy, hai túi khí an toàn phanh ABS. Đấy, củ số đây các bác này, củ số phanh tay. Ghế da thì ghế thì chiếc xe này thì được trang bị ghế nỉ trần nỉ nha anh em nhé. Bác chủ là một người cũng rất là khá là giữ gìn. Đây anh em. Đấy, đây anh em. Các bác nhé, cũng khá là hợp lý với mức tiền 355 triệu là chúng ta đã sở hữu cho gia đình nhà mình một cái mẫu xe. Và chiếc xe này thế này anh em này, ốc này chưa gọi là sứt mẻ một cái cạnh nào anh em nhé. Giá thì bình dân. Cửa này các bác này, các bác nghe cái tiếng nó đóng cửa này. 2015 cửa đóng rất là nhẹ nhàng, rất là hít nha anh em nhé.
chiếc xe này thì không có chạy dịch vụ, không chạy taxi. Ghế nỉ thì 100% là ghế nỉ theo xe, nhà người ta sử dụng gia đình anh em nhé, cũng bẹ tí tay đầy đủ hết, chả thiếu cái gì. Đấy, chúng ta để cái cốc cà phê lên đây, nước lên đây, giá thì hợp lý thôi. Băng đây, có cái bẹ tí tay giữa khá hợp lý này. Còn kính thì các bác nhé, kính trước này nó zin hết luôn anh em, kính Toyota anh em, zin hết luôn anh em. Chất lượng thì miễn bàn, giá thì 355 triệu, bao hồ sơ, bao công chứng ủy quyền. Và em Đức cũng xoay luôn cái phần discop cho anh em xem này, chỉ là zin hết luôn anh em nhé. Đấy, zin hết luôn. Phần phần cốp của nó em đây, đinh tán đây anh em, discop này anh em. Thời tiết hôm nay, mấy hôm nay ngoài Bắc lại đang mưa và trở rét rồi anh em nhé. Đây, và Đức sẽ lật cái khoang cốp lên đây. Một quả la răng đúc nguyên bản theo xe. Đây, giá thì miễn bàn. Đây, anh em nhìn, chưa ra một ốc nào luôn các bác nhé, zin đét, zin đét luôn. Chiếc này thì nó đẹp từ trong ra ngoài, mà từ ngoài và ra từ trong ra ngoài các bác nhé, mà từ ngoài vào trong các bác nhé. Đấy, mùi xe thì rất là thơm, rất là dễ chịu. Đấy, cửa con này thì các bác thì miễn bàn luôn, chất lượng thì không bàn về chất lượng. Đấy, nếu anh chị và bạn mua về sử dụng gia đình thì quá là tuyệt vời. Mà anh em là chúng ta mua cái mẫu xe này về để chạy dịch vụ taxi thì khá là ok các bác nhé. Đây các bác này, đây, các bác nhìn đây, đây các bác này. Đây, thì em Đức cũng có một lời khuyên cho tất cả quý anh chị và các bạn là mới mua xe ô tô lần đầu, chúng ta có tiền đến đâu các bác mua đến đấy nhé, đừng nên mua cố quá các bác nhé. Nhiều lúc các bác đi mua xe lại vay cả lãi ngày, lãi lóng, lãi liếc thì các bác mua này, đến lúc các bác không giả được là các bác là bán xe đi là các bác thua thiệt người ta. Đấy, em Đức có một lời khuyên chân tình cho các bác là như thế. Đấy, đấy, nó thắt tắp bì của nó này cũng đẹp. Đấy, thích rồi, mua xe rồi chẳng hạn thế thì các bác có thể cọc tiền bên em Đức. Thí dụ như là trong thời gian em Đức sẽ cho các bác là thời gian cũng khoảng tầm 1 tháng, các bác cọc tầm 20 đến 50 triệu, thì các bác hẹn ngày các bác đến ngày lấy xe. Đấy, tuyệt đối các bác không nên vay ngãi lãi ngày nhé. Đấy, nếu mua xe ô tô không nên vay lãi ngày. Em Đức cũng một lời khuyên chân tình cho các bác, những người mới chia xe, có đâu ta mua đấy, có 200 thì mua xe 250, đấy, hoặc là lon 200 một tí, hoặc là có xe 300 thì mình cố lên hoặc lùi lên một tí. Đấy, đừng mua xe người khác là cứ phải mua xe mới các bác nhé, vì chất lượng xe cũ thì không kém thì xe mới gì các bác ạ. Đây các bác này, máy con này zin đét luôn anh em nhé. Đây, ốc giảm sóc của nó đây, đầu răng đầu tiếc đây, nguyên bản luôn, theo nhà sản xuất luôn các bác nhé. Đây, chất lượng chiếc này thì không kém thì xe mới gì anh em nhé. Đây, ốc 7 màu bảy viết của nó đây. Đây, máy con này zin luôn, máy zin. Thí dụ các bác có tầm 50-60 triệu thì các bác mua xe 60-70 triệu thôi. Đấy, không nên mua xe nhiều tiền quá, có ăn đâu mình tâu đấy các bác nhé. Vào đây, màn hình thì không báo lỗi gì anh em nhé. Đấy các bác này, nó đang nhấp nháy là cái bên người không thấy an toàn. Đấy, gương kính cụp xoè anh em nhé. Đấy,
Và một lần nữa em Đức Hải Dương chân thành cảm ơn quý chị và các bạn nào luôn luôn theo dõi kênh mua bán trao đổi ô tô của em Đức suốt thời gian vừa qua. Và sau đây em Đức sẽ tiếp tục video, hẹn anh chị và các bạn ở những video clip lần sau. Vâng, em chào các bác nhé.